Đây là con nái mới sanh ngày đầu tiên của mình nè các bạn, sanh hồi đêm hôm á. Thì với chế độ dinh dưỡng con nái vài ngày đầu á các bạn, là ngày đầu tiên á là các bạn cho ăn 1,5 kg, ngày thứ hai là lên 2,5 kg, ngày thứ ba là 3,5 kg, rồi bắt đầu từ ngày thứ tư là các bạn cho ăn tự do nha. Tại vì những ngày đầu á là heo con này á là nó còn rất là nhỏ luôn, nên nó bú sữa rất là ít. Các bạn cho ăn nhiều á là con nái nó sẽ nằm sấp nhiều là sữa nó sẽ tạo bầu vú, rồi bắt đầu là nó gây ra là vú sữa nó quá nhiều, rồi nó sẽ gây ra hiện tượng dễ viêm vú nha. Nên vài ngày đầu á, 3 ngày đầu các bạn nên cho ăn ít thôi, 1,5 kg, 2,5 kg, 3,5 kg, rồi đến ngày thứ tư thì các bạn mới cho ăn tự do. Đối với những trường hợp con nái khỏe thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chăm sóc bình thường. Còn trường hợp nái bị viêm vú, nái sau khi sanh bị sốt là trường hợp khác nữa nha. Cái đó thì mình sẽ tiến hành điều trị sau. Còn cái đây là mình hướng dẫn các bạn chăm sóc con nái sau khi sanh, nhưng mà con nái bình thường thôi, chứ không phải là con nái bệnh, nái sốt, nái bị viêm vú nha các bạn. Trường hợp đó thì mình sẽ tư vấn, mình sẽ điều trị, mình sẽ hướng dẫn các bạn điều trị riêng. Đó. Đối với heo nái ngày đầu tiên nè, hồi đêm hôm sanh xong á là mình đã tiêm một mũi amox rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiêm một mũi oxytocin. Oxytocin thì ngày đầu tiên mình sẽ tiêm 5C. Rồi mình sẽ tiêm 5 ngày liên tục, 4 ngày còn lại thì mỗi ngày là 3C nha. Amox á thì mình sẽ tiêm 3 mũi, tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Đối với trường hợp con heo đẻ bình thường không can thiệp, còn có can thiệp nhẹ thì mình sẽ tiêm 5 mũi. Đối với trường hợp mà con heo nái mình có can thiệp nhẹ, mình không biết là viêm hay không viêm, mình cũng phải tiêm nó 5 mũi, là cũng tiêm amox là 3 mũi. Cũng tiêm amox là 3 mũi đầu là tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Rồi chúng ta ngưng 3 ngày, chúng ta tiêm lại 2 mũi, cũng tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày nha. Đó là trường hợp con nái sử dụng thuốc sau khi sanh. Rồi các bạn, ví dụ như con nái có sốt hoặc là các bạn có cần chích thuốc bổ thì các bạn cứ chích bình thường, không vấn đề gì hết. Rồi đến quay qua là heo con ngày đầu tiên. Heo con ngày đầu tiên là có hiện tượng một số con bị tiêu chảy nè, mình sẽ quay phân tiêu chảy cho các bạn xem nè. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý heo con mà mới sanh mà nó bị tiêu chảy. Mình quay cho các bạn xem nè, nó các bạn thấy phân màu vàng này không? Đây là phân màu vàng là nó tiêu chảy nè, quay lên trên đây luôn nè. Đó, đây là những trường hợp mà heo mới sanh mà bị tiêu chảy. Theo các bạn thì các bạn sử dụng thuốc gì hiệu quả thì các bạn bình luận xuống cho mình nha. Còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là pha amox bột và đút cho heo con. Trong vòng là 1 đến 2 ngày là nó sẽ hết tiêu chảy, nhưng mà thường thường là 1 ngày đầu tiên là hết đó các bạn. Những con nào mà giống như nó bị nặng hoặc là nó bị yếu dữ lắm á thì có thể kéo qua ngày thứ hai. Còn những con mà bình thường giống như mình quay á, ngày đầu tiên là đảm bảo các bạn là hết, không vấn đề gì hết. Ở đây là mình có pha amox bột sẵn nè, mình để vô chai tinh cho dễ đút nha. Đối với heo này á thì một muỗng amox bột á thì mình pha 30c nước cho mỗi con uống 2c, uống sáng chiều. Con nào tiêu chảy thì mình cho uống sáng trưa chiều, đảm bảo các bạn là ngày đầu tiên. Con nào nặng quá thì qua ngày thứ hai là nó sẽ hết, và giúp cho heo con nó hấp thu tốt và đường ruột nó ổn định là nó không bao giờ bị tiêu chảy. Heo của mình làm rất là nhiều video về vấn đề amox bột, cho ăn amox bột các bạn. Heo con, heo mẹ là không bao giờ có hiện tượng tiêu chảy. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Rồi các bạn nuôi heo bình thường cũng vậy luôn. Heo con, heo mẹ rất là hiếm tiêu chảy. Các bạn phải phân biệt được là heo tiêu chảy hay là heo bị cầu trùng, mà các bạn sử dụng thuốc đúng và điều trị con heo nhanh hết. Thì các bạn có cần mình tư vấn cái gì á thì các bạn cứ kết bạn Zalo trên góc màn hình của mình đi. Thì mình biết thì mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đây là quá trình chăm sóc con heo ngày đầu tiên. Mình đút cho đàn heo con của mình uống amox bột để điều trị tiêu chảy. Vài con nào không có tiêu chảy thì giúp hấp thu tốt, để cho nó hấp thu dinh dưỡng tốt nha. Rồi sau đó thì mình sẽ bấm găng cắt đuôi cái đàn heo này. Heo ngày đầu tiên là bấm găng cắt đuôi luôn các bạn. Các bạn không có chờ lâu nha. Tại vì chờ lâu thì cái mạch máu nó to, nó lớn lên thì cắt thì nó sẽ bị tổn thương hơn. Và bấm găng là thứ nhất giúp heo con. Bấm găng á, thứ nhất là giúp heo mẹ là heo con nó không cắn vú heo mẹ nó. Thứ hai nữa là heo con không cắn lộn nha các bạn. Đó, đó là cái ngày đầu tiên mình chăm sóc heo nái. Hôm qua ngày thứ hai á thì mình quay cho các bạn xem nha. Heo con ngày đầu tiên thì mình mới vừa cho uống amox bột xong nè các bạn. Mình cho uống con nào thì mình làm dấu trên lưng con đó để không bị lộn nha các bạn.
các bạn không làm dấu là một tí nữa các bạn cho lộn, là các bạn cho một con uống 2-3 lần đó, là uống liều quá cao á là gây ra cái đường ruột của nó là nó dễ bị bón, nó không có tốt nha. Các bạn cho uống liều vừa phải thì heo sẽ ok nha các bạn. Các bạn cứ làm theo đúng cái quy trình của mình là mình đảm bảo các bạn là heo khỏe mạnh. Các bạn cho ăn amox bột ngay từ đầu á thì heo con của các bạn khỏe mạnh hồng hào giống như cái heo của mình thôi. Vấn đề là các bạn phải giữ ấm cho nó nữa nha, các bạn đừng để cho con mới sanh lạnh nha các bạn. Rồi tới qua ngày thứ hai, ngày thứ ba thì heo con sử dụng thuốc gì và chăm sóc ra sao thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Heo con của mình á, mới ngày đầu tiên thôi là nó đã tránh được mẹ nó rồi, mẹ nó đứng là nó dạt ra hết các bạn, nó không có bu lại nó bú đâu. Hồi đêm hôm nó đẻ xong là mình bỏ mình vô ngủ luôn á. Con nái nó nằm rồi mình thấy con nái nó nằm là mình bỏ mình đi vô ngủ luôn. Mình không có ở đây canh nó nha. Sáng nay thì 8 giờ mình mới ra chuồng. 6 giờ thì mình đã ra mình nhìn rồi, mình thấy con nái nằm thì mình cẩn giữ nguyên luôn, mình không có vô. Tới 8 giờ thì mình mới vô cho ăn nè. Ở đây là cái bầy heo con mình buổi trưa nè các bạn, mình bấm găng với mình cắt đuôi xong nè, mình để sữa xuống mình tập cho nó uống sữa nè. Ngày đầu tiên á thì nó không có uống sữa đâu, nhưng mà các bạn cũng phải để sữa tập để cho nó làm quen, rồi qua ngày thứ hai, ngày thứ ba nó bắt đầu mới uống được nha các bạn. Thường thường ít có bầy heo nào mà uống ngày thứ nhất lắm, ngày thứ nhất á thì bầy heo mà rất là đông luôn á thì nó sẽ uống, còn bầy heo vừa vừa vậy nè, có thể là ngày thứ hai, chiều ngày thứ hai là nó sẽ có uống hơn một bịch rồi đó các bạn. Ở đây mình pha sữa với amox nè các bạn. Ở đây là amox của mình nè. Đó, một bịch sữa thì mình để vô một muỗng amox nha. Amox của mình á là mình chế sữa là nó tan ra luôn các bạn. Sữa thì các bạn sử dụng là sữa tươi này có đường nha các bạn. Sữa tươi có đường ngọt ngọt á, heo nó thích hơn. Còn không có đường á thì nó uống cũng được nhưng mà nó không thích bằng có đường các bạn. Giống như các bạn uống cái gì cũng có đường thì các bạn thích hơn. Đó, các bạn lắc đều cái là amox nó tan hết trơn rồi nè. Rồi các bạn bắt đầu để xuống là cho heo mình uống nha. Trời, buổi sáng nè các bạn. Các bạn coi mấy heo con nè, nó lọt xuống sàn hết trơn luôn rồi. Đó, con heo mẹ nó nằm lên là sữa nè. Coi nè, heo con nè. Để mình bắt cái đàn heo con mình lên nha. Mấy con nái đòi ăn nó la nè. Mấy con heo con mình vừa bắt lên nè các bạn. Hôm qua mình để một hơn nửa bịch sữa với gần một nắm cám, là hôm nay nó ăn hết rồi nè. Hôm nay là ngày thứ ba nè. Cái mấy con heo con nó rớt xuống á là do cây sắt này nè các bạn, nó lâu ngày quá nó xét nó mòn găng rồi, nó nằm cái là con ốc nó chạy ra luôn. Hôm nay là cái bầy heo con này ngày thứ ba rồi nè, thì mình sẽ cho uống cầu trùng và mình chích sắt. Rồi hai con nái thì hôm nay chỉ chích oxytocin thôi các bạn. Amox thì chích hôm qua rồi, ngày mai mình mới chích amox nha. Còn bầy hôm nay, bầy này hôm qua mình để gần nửa bịch sữa tập uống cho nó nhưng mà nó không uống các bạn. Có chiều hôm qua thì con này nó bị đè nè, nó bị hao rồi. Con này hao hồi chiều hôm qua. Bây giờ cái đàn này là còn 10 con. Hôm nay nữa mới ngày thứ hai thôi. Ngày đầu tiên là mình tập sữa là để nửa bịch là nó không uống luôn nha. Một tí nữa thì mình tiêm sắt và mình cho uống cầu trùng cái đàn này nha các bạn. Đây là buổi trưa nè các bạn, mình mới vừa dội chuồng xong á, thì bây giờ mình tiến hành mình tiêm sắt và mình nhỏ cầu trùng luôn nha. Cái bầy này hôm nay nữa mới 3 ngày mà nó uống được là 5 bịch sữa và 2 nắm rưỡi cám tập ăn rồi các bạn. Đây nè, mình pha sữa với cám tập ăn sẵn nè. Còn cái bầy bên đây buổi trưa mình vô á là đè thêm con nữa rồi. Hiện tại là bầy này chọn 9 con thôi. Hôm qua là đè một con rồi, hôm nay đè 1 con nữa. Hôm qua đè con nhỏ, nay đè con bự. Bầy này hôm nay 2 ngày mà nửa bịch sữa là chưa uống được luôn. Chưa uống được giọt sữa nào hết trơn, 2 ngày mà chưa uống được giọt sữa nào hết trơn. Còn bầy bên đây á là 3 ngày đã uống được 5 bịch sữa và 2 nắm cám tập ăn rồi. Là cũng tùy theo bầy sữa nhiều hay sữa ít mà heo con nó uống sữa nha các bạn, chứ không phải là bầy nào bắt buộc phải 2 ngày 3 ngày là uống nha. Có bầy á, ba thường thường á là heo của các bạn là tầm 12 con đổ lên á, ngày thứ hai là đã uống hơn một bịch rồi. Còn heo của các bạn á từ 7 đến 10 con á, thì có thể là 2 ngày hoặc 3 ngày nó sẽ uống nha các bạn, chứ không phải là không uống đâu. Tại vì sữa mẹ nó nhiều, thứ hai nữa là cái bao tử nó còn nhỏ, nó uống tí sữa là nó no rồi nên nó không uống sữa ngoài nha. Nó vẫn uống bình thường nhưng mà các bạn vẫn để cho nó tập làm quen cho nó uống nha các bạn. Đây nè, đây là mình pha một bịch sữa, một muỗng amox và một nắm cám tập ăn nè.
Còn ở đây thì mình xài nè. Đây ở đây là amốc loại tốt nè, mình dùng cho nái nè. Đây là cầu trùng nè, đây mình xài sắt nè. Cầu trùng cái hộp thì bên trong nó có cái chai nắp vậy nè các bạn. Rồi có cái dòi riêng vậy nè, mình bỏ cái dòi vô mình bóp cho mỗi con là một bóp nha. Tương đương với 2C. Sắt thì mình tiêm 1C, 7 ngày thì mình tiêm lại. Lên 15 hoặc 20 ngày thì các bạn có thể tiêm sắt lại thì các bạn tiêm thôi. Tiêm thêm thì nó hồng hào heo thôi các bạn, không có vấn đề gì hết á. Bầy này thì mình mới vừa tiêm sắt và mình cho uống cầu trùng xong nè các bạn. Mỗi con thì mình cho uống, mình làm dấu để tránh bị lộn nha các bạn. Heo này là rất đẹp luôn, mà đảm bảo các bạn là heo rất đẹp luôn. Con mẹ của nó là ba máu nhưng mà tinh là tinh giống các bạn. Do hồi đặt rồi mấy cái con hậu bị của mình bắt về mình đặt tinh giống á là nó bị tiêu chảy rồi nó xìu heo. Rồi mình không có phối nó, sẵn con này lên giống là mình thảy vào con này luôn nè. Cái này là tinh hai máu. Ở cái này là tinh một máu tinh giống. Nhưng mà con heo là heo ba máu. Tinh này thì rất là tốt luôn rồi, không có bàn cãi gì hết. Các bạn thấy con nào heo con mà mới đẻ ra mà con nào cũng dài đòn hết trơn á. Chắc cú lớn lên là nó dài đòn nó đẹp rồi. Cái bầy này 13 con mà có 5 con cái rồi các bạn, không có được con cái nhiều nữa. Bầy này thì mình để lại nuôi, mình chọn những con cái này để lại mình làm giống coi thử nó đẻ sai giống như heo mẹ nó hay không nha. Bầy bên đây thì ngày mai mình làm hai con nái thì hôm nay chỉ chích oxytocin thôi. Rồi bắt đầu ngày mai thì thứ tư thì mình chích amốc cho nái này nha. Heo này mình chăm sóc heo nái và heo con đến 7 ngày thì mình quay cho các bạn xem nha. Mình cập nhật hàng ngày để cho các bạn tham khảo. Rồi sữa mình pha xong rồi nè các bạn, nó tan rồi nè. Mình để xuống cho nó ăn nha. Đó, cám cộng amốc cộng sữa. Heo hôm nay là 3 ngày. Heo con mấy ngày đầu tùy theo bầy mà sữa mẹ nó ít hay nhiều mà nó biết uống sữa sớm hay là trễ nha các bạn. Heo mẹ nó sữa nhiều nó uống tí là nó no rồi nên nó không uống sữa ngoài nha. Nhưng mà tầm 2 đến 3 ngày là bắt buộc bầy nào nó cũng phải uống sữa ngoài cho các bạn. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó đi. Ví dụ như một ngày đầu nó không uống, hai ngày đầu nó không uống, ngày thứ ba bắt buộc nó cũng phải uống ít hay nhiều thôi các bạn. Như con này nó uống nó ăn luôn nè. Đó, heo mình ngày hôm nay là ngày thứ ba nha. Có cái gì thì mình quay đúng cái đó, không có nói dốc đâu các bạn. Còn bầy bên đây nè, mình nói thật luôn nè, bầy bên đây hôm nay nó hai ngày nè là chưa uống giọt sữa nào luôn. Một ngày mình để nửa bịch sữa mà còn nguyên luôn nè, không uống luôn nè. Là do sữa mẹ nó nhiều, nó đủ cung cấp nó rồi. Hai con nái của mình hôm nay là ngày thứ tư nữa các bạn. Mình mới chích oxytocin cho nó khoảng được 20 phút các bạn. Con heo này làm sức cái cửa, mình mới chuẩn bị hàng lại nè. Đây là con heo này mình chích oxytocin. Mình chích oxytocin nãy giờ khoảng 20 phút. Các bạn thấy nó ra dịch thổ sản không? Hồi sáng chưa chích là nó ra nè. Cái này là dịch thổ sản chứ chưa gọi là dịch viêm đâu các bạn. Khoảng chừng một tuần đầu là dịch thổ sản nó ra. Rồi khi nào mà nó lên giống lại mà nó ra giống như vậy thì đó là gọi là dịch viêm nha. Thì các bạn làm giống như mình đi. Heo đẻ bình thường là tiêm 5 mũi oxytocin, 3 mũi amốc thì nó sẽ khỏe mạnh bình thường. Sau này nó lên giống lại nó không bị viêm. Còn các bạn không chích oxytocin á, khả năng là viêm là khoảng 70-80% á các bạn. Tại vì nó không tống được cái dịch hậu sản ra thì bắt buộc nó phải viêm. Rồi mấy con này một chút nữa, khoảng 2 tiếng nữa thì oxytocin nó hết tác dụng á, thì mình sẽ tiêm amốc cho nó nha. Amốc á thì các bạn nên ưu tiên xài amốc loại tốt cho nái. Ở đây mình thường xài cái amốc này nè các bạn, cái vechimoxin này nè, rất là hiệu quả luôn. Thuốc này tác dụng rất là nhanh hơn các dòng amốc khác nha. Thuốc này thành phần chất dẫn nó tác dụng rất là nhanh hơn các dòng amốc thông thường nhiều lắm các bạn. Rồi ngày mai thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm. Hôm nay thì bầy heo ngày thứ tư, hôm qua thì mình cho uống cầu trùng và mình chích sắt rồi. Rồi hôm nay là bầy này ngày thứ ba thôi, hôm nay mình tiếp tục làm giống như ngày hôm qua nha. Hôm nay là ngày thứ năm của hai con nái mình nè các bạn. Đây là bầy heo con mình nè. Rồi cái bầy bên đây nó nằm dồn lại rồi nè, do con mẹ nó rồi nè các bạn, nó uống nước mà nó quậy nè, ướt con nó thì con nó lạnh, con nó gom lại nè. Hôm nay là ngày thứ năm thì mình chỉ tiêm oxytocin cho hai con nái này thôi các bạn. Rồi ngày mai thì mình sẽ tiêm amốc nha. Rồi ngày mốt nữa thì mình sẽ xuất video cho các bạn tham khảo thử. Các bạn thấy ngày thứ năm mà con nái của mình nó ăn uống bình thường. Lúc mình quay ngày đầu các bạn là cũng đứng dậy ăn uống bình thường rồi. Coi chỉ có một số con mà nó đẻ nó bị mệt quá, heo nó yếu á thì nó nằm lì thôi. Còn heo của mình đa số 95% là đều đứng dậy ăn bình thường hết. Ít con nào nằm lắm, hiếm lắm. Lâu lâu mới gặp một con nằm 2-3 ngày thôi các bạn. Mình mới vừa để cám cộng amốc cộng sữa nè các bạn.
cái bầy này á, thì hôm nay nữa là nó được 5 ngày nhưng mà nó ăn là cũng gần gành hết các bạn. 2 ngày nữa là nó ăn cắm nước là gành trôi chảy hết rồi. Lên tới ngày thứ 12 là đảm bảo các bạn heo của mình á, là ăn cắm khô là gành hết nha. Các bạn cứ làm theo, các bạn cứ áp dụng theo phương pháp của mình đi. Mình đảm bảo các bạn là thành công, heo con khỏe mạnh, tròn trịa bình thường. Không con nào bị ốm hết trơn á. Của mình hôm nay là ngày thứ 6 nè các bạn. Hôm qua mình để một bịch sữa với một nắm gửi cám là bầy heo con của mình sáng nay là ăn hết rồi nè. Đó. Rồi con nái này mình mới lùa lên khoảng chừng 2 tuần nữa thì nó đẻ nha. Mấy con nái của mình hôm nay thì khỏe rồi, hôm nay thì mình tiêm một mũi amoc nữa thì ngưng amoc rồi các bạn. Hôm nay thì mình tiêm một mũi vetimoxin này nữa thì heo nái của mình đã đủ mũi amoc rồi nha. Heo đẻ bình thường tiêm 3 mũi amoc. Rồi bây giờ để mình pha sữa cho heo con rồi mình tiêm amoc cho heo nái. Ở đây mình pha sữa thì một muỗng amoc nè các bạn. Đó, mình để vô mỗi mỗi máng là một muỗng nha. Một máng là một bịch sữa. Sữa mình chế vô là amoc nó tan hết nha các bạn. Rồi tiếp tục mình chế cái máng thứ hai nè. Rồi sau khi mình chế sữa xong á thì mình bỏ cám tập ăn vô trong máng này nha. Mình bỏ khoảng gần 2 nắm. Còn cái bầy bên kia các bạn là nó uống ít lắm, một ngày chưa uống được một bịch nữa tại vì sữa mẹ nó nhiều, còn bầy bên đây là sữa mẹ nó không đủ. Nó uống một ngày là gần 3 bịch sữa và khoảng 5 nắm cám tập ăn nha các bạn. Sữa mình đã pha xong rồi nè các bạn, mình để cám tập ăn vô rồi nè. Bầy kia thì mình chưa có để. Rồi bây giờ thì mình tiến hành mình rút amoc này mình tiêm cho hai con nái nha. Mình đã tiêm amoc cho con nái xong thì bây giờ mình để sữa cộng amoc cộng cám tập ăn xuống cho cái đàn heo của mình nè các bạn. Để cái đàn này tí xíu lại ăn, mình để cái máng sữa bên đây quay lại là đảm bảo là các bạn là có con nó ăn nha. Đó, mình để đây cho nó bú đi. Mình để đó cho nó uống sữa đi. Quay lại nè các bạn. Đó các bạn thấy nó bu lại nó ăn không? Sữa mẹ nó không đủ các bạn, bầy này sữa mẹ nó ít nha. Hôm nay nó mới chỉ có 6 ngày thôi mà nó ăn là cám nước là một ngày là 3 bịch sữa và 5 nắm cám các bạn. Mới có 6 ngày thôi. Các bạn thấy nó ăn chốc 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 luôn không? Hai con nái mình hôm nay là được 7 ngày nè các bạn. Hai con nái hôm nay là khỏe bình thường, không có vấn đề gì hết. Dịch hậu sản cũng không còn ra nữa nha các bạn. Đây con nái bên đây là vẫn ăn uống khỏe mạnh bình thường nè. Bây giờ là lúc 3 giờ chiều nè. Để mình để sữa cộng amoc và cộng cám tập ăn xuống cho hai bầy heo con này nó ăn nha. Đây mình để mình kêu lên nè. Bầy này bây giờ uống một ngày là 3 bịch sữa với 6 nắm cám tập ăn rồi đó các bạn. Rồi bây giờ là hôm nay mới 7 ngày thôi, mình để xuống là lại nó ăn bình thường nha. Rồi để mình để cám cho cái bầy kế tiếp ăn. Hôm nay nữa bầy này là bầy thứ 7 thì mình sẽ tiêm sắt và mình nhỏ cầu trùng cho nó lần 2 nha. Thì kết thúc quá trình chăm sóc heo con hôm nay nha các bạn. Các bạn cứ làm theo quy trình của mình đi, heo nái mà đẻ sinh sản mà đẻ bình thường á, các bạn cứ tiêm thuốc đúng như cái quy trình của mình. Dạ. Thì heo con á, thì các bạn cũng tập uống sữa cộng amoc và cộng cám tập ăn rồi chích sắt cho uống cầu trùng đến 7 ngày là ok rồi. Rồi đến 10 ngày 15 ngày thì các bạn có cần chích thêm thuốc bổ thì các bạn chích bình thường thôi các bạn.
Đây là bầy heo thịt của mình, mình trị viêm phổi xong rồi nè. Bây giờ hôm nay thì đâu có con nào mà nhô xương sống nữa đâu. Bầy này thì hôm nay là nó được 8 ngày nè các bạn. Điều trị hôm nay nữa được 8 ngày nè. Ngày hôm qua thì mình đã xuất video cho các bạn xem rồi đó. Hôm nay là 8 ngày nè. Các bạn có cần mình tư vấn về vấn đề mà heo con hoặc là heo nái sinh sản á, thì các bạn cứ kết bạn Zalo trên góc màn hình với mình đi. Thì mình biết thì mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bạn nha. Đó, heo con bỏ xuống đây giờ nó rút muốn hết nước rồi các bạn. Bầy bên đây nè, bầy bên đây thì ăn ít hơn. Bầy bên đây á, thì một ngày là chỉ 2 bịch sữa và 2 nấm cám thôi. Nó bầy bên đây á, thì 6 ngày mà uống có 2 bịch sữa 2 nấm cám à. Bầy bên đây 7 ngày mà uống 3 bịch sữa tới 6 nấm cám lại. Nó uống là gần gấp 3 bầy bên kia luôn. Rồi ở đây là mấy con nái mình lùa lên nè các bạn, 1-2 tuần nữa thì mấy con nái này đẻ, mấy con nái này bụng hơi nhỏ, mình không biết được bao nhiêu con nữa. Nè. Con này thì mình mới lùa lên luôn nè, con này không thấy bụng luôn, mà thấy vú nó căng không thấy bụng luôn. Con này chắc không có con gì đâu, 2-3 con vậy đó. Con này thì cũng đỡ đỡ được, con nằm đó thì cũng đỡ đỡ được luôn. Rồi các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua nha.